Nhà có mật ong, nhất định phải biết điều này. Sau bao lâu thì mật ong hóa thành chất độc, vứt bỏ ngay lập tức. Mật ong chứa rất nhiều dưỡng chất, được cho là phương thuốc bổ, giúp tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Tuy nhiên, gần đây có câu chuyện chia sẻ về một cụ ông dùng thuốc có thành phần mật ong rừng phân phối cách đây hơn 23 năm để chữa ho, nhưng rốt cuộc lại nảy ra bệnh khác đáng sợ hơn nhiều, suy thận, và nguyên nhân được cho chính là do mật ong. Vì đâu nên nổi? Nỗi đó nằm ở quan điểm sai lầm mà rất nhiều người đang mắc phải, rằng mật ong rừng có thể để mãi mà không hỏng, thậm chí để càng lâu càng tốt. Thực tế, thứ gì cũng có hạn sử dụng của nó, mật ong cũng vậy, và hạn dùng phổ biến nhất được khuyến cáo cho người tiêu dùng tỉnh táo là chỉ 2 năm. Chúng ta cần bỏ ngay suy nghĩ mật ong có thể để muôn đời, vì theo thời gian, mật sẽ bị thay đổi, giảm giá trị dinh dưỡng và thậm chí gây hại. Sự biến đổi dễ nhận thấy nhất ở mật ong rừng để lâu là bằng màu sắc. Mật ong thường có màu vàng, để càng lâu màu càng chuyển sậm về đen. Khi thấy mật chuyển màu thì nên bỏ đi. Bằng cách ngửi, mật ong để lâu sẽ không còn hương thơm, ngọt đặc trưng nữa, mà có vị đắng hoặc cay. Khi ngửi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bằng cách nếm, mật ong bình thường có vị ngọt xen lẫn chút chua, trong đó có vị ngọt là chủ yếu. Càng để lâu, vị ngọt càng giảm và vị chua tăng lên. Một số trường hợp mật có thêm vị cay do lên men. Khi độ chua còn chấp nhận được thì mật ong tuy không còn được khuyến khích để pha uống, nhưng vẫn có thể sử dụng cho các món ăn. Nhưng lâu hơn nữa, khi mật đã lên men, thấy trên bề mặt có bọt trắng, ngửi có mùi cay của rượu thì không nên dùng nữa. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở chỗ là mắt ta không thấy được, mũi không ngửi được, miệng không nếm được. Trong mật ong rừng có chất độc gọi là hydroxy methylfulfuron, gọi tắt là HMS. Thử độ độc hại của HMS trên động vật, thấy có hàm lượng HMS 200mg trên 1 kg, làm ong chết, chuột bị biến đổi gen, tăng tỷ lệ ung thư. Chất HMS này khi bảo quản mật ong rừng ở nhiệt độ càng cao thì sinh ra càng nhiều. Mật ong mới thu hoạch, HMS là 1-5mg trên 1 kg. Sau 100-200 ngày bảo quản ở nhiệt độ 30-35 độ C thì HMS tăng thêm 200-300mg trên 1 kg. Trong câu chuyện đáng sợ được chia sẻ, lượng HMS trong mật ong mà ông cụ sử dụng bảo quản 23 năm với thời tiết Hà Nội trung bình mỗi năm có 80 ngày nóng trên 30 độ C sẽ là 2.760-3.680mg trên 1 kg. Lưu ý rằng, trong tiêu chuẩn nhập khẩu mật ong vào các nước châu Âu và Hoa Kỳ thì hàm lượng HMS chỉ là 40-80mg trên 1 kg. Tùy theo mật ong được sản xuất theo điều kiện ở các nước châu Âu hay mật ong tại các nước nhiệt đới. Theo nhiều chuyên gia, có thể bảo quản mật ở nhiệt độ dưới 20 độ C ngay sau khi thu hoạch để lượng HMS không bị tăng một cách đáng báo động như vậy. Sau câu chuyện này, thấy rằng rõ ràng ta không nên tiếc của mà dùng mật ong rừng để lâu ngày. Ngoài ra, lưu ý rằng cách bảo quản mật ong sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của mật mà bạn đang sử dụng. Bạn nên bảo quản mật ong trong những chiếc lọ đậy kín, để ở chỗ tối và mát, tránh để lẫn nước vào nếu không muốn mật chóng bị lên men nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứu người tích đức, hãy chia sẻ bài thuốc của ni sư đã giúp nhiều người chữa khỏi căn bệnh viêm gan siêu vi B. Không những làm cho sức khỏe của bệnh nhân đi xuống, nó còn là một căn bệnh lây lan rất nhanh. Lương y, ni sư Diệu Hoa chia sẻ. Từ một bệnh nhân trở thành một lương y. Chúng tôi gặp lương y, ni sư Nguyễn Kim Cúc, pháp danh Diệu Hoa, 63 tuổi, tại chùa Pháp Hoa, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi công việc khám chữa bệnh của bà đã vãng, chia sẻ về cơ duyên dẫn dắt mình đến với nghiệp thuốc từ thiện, ni sư Diệu Hoa chia sẻ, bà sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Lúc sinh thời, bố của bà cũng là một lương y khá nổi tiếng vùng quê miền Tây này. Tuy nhiên, bà chỉ thực sự yêu và muốn học thuốc từ biến cố bà bị bệnh thập tử nhất sinh. Bước vào tuổi thanh niên phơi phới sắc, bà cảm thấy khó thở và đau tức ngực. Đi khám, các bác sĩ kết luận là bà bị tim. Cũng vì thường xuyên giao lưu trong giới lương y chữa bệnh từ thiện, bố của bà biết sư ông lương y Nguyễn Trí Tài, tức Hòa Thượng Thích Thiện Thắng, nguyên trụ trì chùa Pháp Hoa, một thời nổi tiếng chữa bệnh từ thiện ở Đồng Nai. Ông lập tức đưa con gái mình đến để được thầy chữa bệnh. Sau khi được sư thầy chữa khỏi bệnh, bà quyết định xin thầy cho được ở lại chùa, làm công quả và học nghề thuốc để có thể phụ giúp thầy trong việc chữa bệnh cho những bệnh nhân bị trọng bệnh như mình. Ước nguyện của bà được gia đình và bị sư thầy chấp nhận. Từ đó, bà chuyên tâm học thuốc cùng thầy và tập trung tu tập. Ngày sư thầy còn sống, khuôn viên nhà chùa luôn đông nghịt người từ khắp nơi đến xin chữa bệnh. Vì sư thầy chữa bệnh mát tay và tài giỏi lắm. Tôi chỉ phụ giúp thầy thôi. Thầy viên tịnh là một mắc mắc lớn, nhất là đối với bệnh nhân bị bệnh nan y và những bệnh nhân nghèo. Vị ni sư lặng người trong chốc lát. Bài thuốc từ thiện chữa bệnh viêm gan B. Sau gần 30 năm phụ sư thầy cũng như độc lập chữa bệnh, số bệnh nhân lương y, ni sư chữa bệnh hết không biết bao nhiêu mà kể. Bà cũng không để tâm nhiều về điều đó. Thế nhưng, về bệnh viêm gan B, trường hợp anh Nguyễn Tiến Quân 37 tuổi, một thầy giáo ở Đồng Nai, là bà nhớ nhất. Anh Quân bị bệnh siêu vi B nặng, còn mắc cả men gan cao. Được lương y, ni sư Diệu Hoa hốt thuốc, chữa bệnh, một thời gian sau, anh Quân đã khỏi bệnh. Đến bây giờ, thi thoảng anh Quân vẫn đến đây hốt thuốc uống để tăng cường sức khỏe. Về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm gan B, ni sư Diệu Hoa chia sẻ, nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thì nhiều, dây chuyền từ mẹ sang con là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác nữa là lây lan qua đường tình dục và việc ăn uống không hợp vệ sinh và nhiều hóa chất cũng là một nguyên nhân dẫn đến căn bệnh. Bài thuốc trị bệnh viêm gan B của lương y, ni sư Diệu Hoa gồm hoàn toàn những cây thuốc nam do bệnh nhân tự kiếm hoặc mạnh thường quân giúp đỡ. Bài thuốc gồm những dược liệu chính sau: cây gáo lông, cây diệu hạ châu, tây nhân gian là cây chó đẻ, cây cỏ xước, cây cỏ mực, cây mồng trầu, lá trinh nữ hoàng cung. Cây chó đẻ đặc trị các bệnh về gan, cây cỏ xước làm cho mắc gan, hạ men gan, lọc máu mỡ, cây cỏ mực làm cho mắc gan và làm lành vết thương, lá trinh nữ hoàng cung đánh tan khối u và thêm một vị thuốc bắc là hổ trường căn. Tuy nhiên, bài thuốc trên chỉ dùng cho những bệnh nhân mới đầu phát bệnh. Còn những bệnh nhân bị bệnh lâu năm thì thêm một số vị như củ mứt gai, phục linh nam, cây lưỡi rắn. Bởi khi bị bệnh lâu năm, sự viêm nhiễm trong gan sẽ trở nên nặng và những dược liệu này sẽ làm tiêu viêm và giải độc gan. Bài thuốc cũng còn dựa vào thể trạng và từng trường hợp bệnh của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bị bệnh viêm gan mà còn bị thêm các bệnh khác nữa, thì bài thuốc sẽ phải gia giảm cách khác cho phù hợp với căn bệnh của họ. Cùng với việc điều trị, lương y, ni sư Diệu Hoa khuyên nhủ bệnh nhân nên kết hợp phương pháp ăn uống điều độ. Hợp lý thì hiệu quả căn bệnh sẽ cao hơn. Một lọ hoa quả bệnh nhân viêm gan B nên dùng và có tác dụng giúp điều trị căn bệnh rất tốt, đó là chuối sứa. Bệnh nhân nên ăn chuối sứa mỗi ngày từ 1 đến 3 trái, sẽ có tác dụng tốt hỗ trợ điều trị căn bệnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bác sĩ đồng y tiết lộ, để viên đá lạnh sau gáy, tác dụng sẽ khiến bạn bất ngờ. Đồng y có nhiều phương pháp chữa bệnh mà mới nghe qua bạn cảm thấy rất ngạc nhiên. Để đá lạnh lên gáy cũng vậy, hãy xem bác sĩ tiết lộ tác dụng tuyệt vời của giải pháp này. Tác dụng tuyệt vời khi để viên đá lạnh sau gáy. Theo bác sĩ Thái Hiệu Cương, Bệnh viện Trung y tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, cơ thể thiếu năng lượng, hãy nằm sấp để mấy viên đá lên huyệt phong phủ. Bạn sẽ nhận được cảm giác thư thái tuyệt diệu, nhiều căn bệnh biến mất, cơ thể như được trẻ hóa bất ngờ. Đông y cho rằng mỗi huyệt trên cơ thể có một công năng riêng biệt, khi tác dụng thích hợp lên chúng có thể điều hòa được những rối loạn bệnh lý, tái tập lại hoạt động sinh lý bình thường. Huyệt phong phủ được coi là nơi gió tập trung vào. Thông qua châm cứu, các thầy thuốc có thể trị các chứng bệnh như đau đầu, gáy cứng, lồi dôm, sa tử cung, mũi nghẹt, trướng phong, hay quên, ù tai, mắt hoa, nóng nảy, người lạnh toát, hồi hộp, đánh trống ngực. Vị trí của huyệt này khá dễ tìm. Khi cúi đầu, gân cơ thành nổi lên ở chỗ bám vào hộp sọ. Khi ngửa đầu, chỗ khe xương lõm xuống, có thể sờ được đáy hộp sọ. Huyệt ở chỗ lõm giữa hai cơ thang, ngang với đáy hộp sọ. Cách thực hiện: nằm úp hoặc ngồi cúi đầu, đặt một cục đá viên cỡ 2 x 2 cm lên trên huyệt phong phủ, giữ nó trong khoảng 20 phút. Nếu đá tàn, có thể thay viên khác. Có thể giữ viên đá bằng một cái khăn quấn. Nên thực hiện thường xuyên vào buổi sáng, lúc bụng đói và buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau 30 đến 40 giây, bạn sẽ có cảm giác thấy những dòng chảy nóng đổ về phía huyệt này. Những ngày đầu tiên, bạn sẽ có một cảm giác hưng phấn do sự giải phóng của endorphin vào máu. Tác dụng cơ bản với sức khỏe: cải thiện chất lượng giấc ngủ, tinh thần sảng khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng. Hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, không cần lo lắng về cảm lạnh khi bị sốt cũng có thể áp dụng phương pháp này. Giúp loại bỏ các cơn đau đầu, đau răng, đau khớp. Ngoài ra, phương pháp này cũng hỗ trợ trong việc điều trị một số bệnh về sức khỏe khác như bệnh tim phổi, tăng huyết áp và hạ huyết áp, men phế quản, bệnh lý thần kinh do thoái hóa cột sống, nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường sinh dục cấp tính, những rối loạn của tuyến giáp, viêm khớp, rối loạn ở đường tiêu hóa, béo phì và suy dinh dưỡng, da sần vỏ cam, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, liệt dương, lãnh cảm, vô sinh do rối loạn nội tiết, rối loạn tâm lý, căng thẳng, mệt mỏi mãn tính, trầm cảm, mất ngủ. Lưu ý, người đang mang thai, bệnh tim hoặc bị bệnh động kinh, tâm thần, phân liệt không nên áp dụng phương pháp này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ với lòng đỏ trứng gà, dán trong nhà có nhiều cỡ nào cũng sẽ một đi không trở lại. Dùng thuốc xịt hay những hóa chất độc hại khác để đuổi gián sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của gia đình. Vì vậy, các mẹ hãy áp dụng thử công thức tự nhiên vừa dễ vừa an toàn này nhé. Đảm bảo gián sẽ sợ và không dám quay đầu lại nữa đâu. Các mẹ chuẩn bị: một lòng đỏ trứng gà, 30 đến 50 g bột axit botric. Các mẹ có thể mua cái này ở các tiệm bán hóa chất hoặc cửa hàng thuốc thú y. Cách làm: trộn hai thành phần đã chuẩn bị lại với nhau cho đến khi thật nhuyễn. Chia hỗn hợp vừa tạo thành những viên hình cầu thật nhỏ với đường kính khoảng 1 cm và chờ khoảng 1 tiếng để những viên hình cầu này khô lại. Cách dùng: các mẹ đem đặt chúng ở các góc khuất trong nhà, kệ, tủ, nhất là nhà tắm và phòng bếp. Những con gián sẽ cảm thấy tò mò và tiếp cận. Sau đó, râu của chúng sẽ bị dính chặt vào viên cầu. Từ đó, chúng không thể truyền tín hiệu cảnh báo tới đồng loại. Vì vậy, nhiều con gián khác cũng sẽ mắc bẫy khi cố gắng liên lạc với chú gián gặp nạn. Sau 3 đến 4 tuần, các mẹ sẽ chứng kiến một số lượng gián rất lớn bị chết. Nhà mình sẽ sạch bóng, không còn dấu vết nào của gián dù chỉ là một cọng lông. Sau khoảng 6 tháng, các mẹ nên lặp lại cách này. bởi đây là khoảng thời gian những con cái còn sống sót sẽ đẻ trứng và từ đó những con gián mới xuất hiện. Các mẹ yên tâm nhé, vì hỗn hợp này rất an toàn với cả con người và vật nuôi, nên các mẹ có thể thoải mái đặt chúng ở bất kỳ vị trí nào trong nhà mà không sự ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Thêm nữa, axit boric không độc hại nên thường được dùng để khử trùng. Nếu không thích lòng đỏ trứng, các mẹ có thể đuổi gián bằng cách khác mà không đụng hóa chất. Bia. Gián rất thích mùi bia, nên mẹ có thể chế biến nhiều bẫy để bắt gián với bia. Nhúng một miếng bánh mì đậm bia và đặt vào một lọ cao để nhử gián, hay rót một ít bia trực tiếp vào đáy lọ đều hiệu quả. Vỏ cam, vỏ chanh. Phơi vỏ cam và vỏ chanh cho khô để ở tủ hoặc chạn bếp, hoặc đốt vỏ cam chanh khô. Như vậy, vừa giúp nhà cửa có mùi thơm dễ chịu, lại đuổi được gián. Dùng xà bông. Hòa một cục xà bông vào 4 lít nước nóng. Ngay khi xà bông tan ra thì trực tiếp đổ lên người gián sẽ có tác dụng hiệu quả, đảm bảo gián không còn tỉnh lại được nữa. Dung dịch amoniac. Mùi hăng của dung dịch amoniac cũng đuổi gián hiệu quả. Pha dung dịch với một ít nước và xịt vào các khu vực gián thường lui tới nhé. Bột nửa. Đơn giản bằng cách cho bột nửa lên vài lá rau cải hay rau diếp cá và đặt chỗ gián hay tới, gián sẽ ngay lập tức tự bỏ đi. Lá người quế. Tiện dụng nhất là sử dụng lá người quế. Vò lá vào nước lau nhà và lau nhà sạch sẽ. Sau đó, gián sẽ không dám bén mảng khi ngửi thấy mùi lá. Nước đường. Dùng một cái hộp sắt cho vào đó khoảng 3 thìa đường trắng. Hòa tiếp cùng với nửa bát nước, đặt vào nơi gián thường đến để nhử. Ngửi thấy mùi đường, gián sẽ đến và bị rơi vào hộp nước. Lá đào tươi. Đem lá đào tươi đặt vào những chỗ gián thường đến. Ngửi thấy mùi lá đào, gián sẽ bỏ chạy. Băng dính và hành tím. Chiếc bẫy đơn giản này được làm bằng cách thái vài lát hành mỏng, đặt lên một đoạn băng dính dài tỉ ý. Để bẫy lên khu vực gián hay qua lại. Gián thích mùi hành tím nên tìm đến, đồng thời sẽ bị mắc vào keo. Các mẹ nên chọn loại băng dính thật dễ dính để bắt gián ngay nhé. Dưa leo. Có thể đặt dưa leo tươi vào trong tủ đựng thức ăn. Ngửi thấy mùi dưa leo, gián sẽ bỏ đi. Sau vài ngày, mẹ lại cắt chỗ dưa leo khô đi, gián sẽ tiếp tục không dám đến nữa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Phần trăm mẹ Việt sẽ thôi ngay ý định cắt tóc hè này cho con khi biết được sự nguy hiểm này. Thói quen cắt tóc trọc đầu cho con để bé cảm thấy mát mẻ trong ngày hè, không ngờ lại là nguyên nhân gây nên những bệnh về da và não của trẻ. Mùa hè đang đến rất gần, nhiệt độ ngày càng tăng cao, thời tiết oi bức nóng nực khiến nhiều bậc cha mẹ nảy ra ý tưởng cắt tóc trọc đầu cho con để mát mẻ, mồ hôi dễ thoát. Tuy nhiên, đây lại là cách làm phản khoa học, vô tình khiến các bé gặp nhiều nguy hiểm hơn giữa cái nắng của mùa hè. 1. Làm suy yếu chức năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Khi nhiệt độ ở bên ngoài quá cao, tóc có vai trò như một lớp cách nhiệt tạm thời để ánh nắng không rọi trực tiếp xuống đầu bé. Nếu như đầu con bị cạo trọc, bé không những cảm thấy không mát mà nhiệt độ da đầu phải hấp thụ ngược lại còn cao hơn. Mồ hôi toát ra cũng sẽ nhanh chóng bị mất đi, không đạt được hiệu quả làm mát cho cơ thể thông qua quá trình bay hơi mồ hôi. Vì vậy, trên thực tế, cạo trọc đầu làm suy yếu đi chức năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể, chứ không hề có hiệu quả làm mát như nhiều bậc cha mẹ làm tưởng. 2. Gây các bệnh về da đầu. Tóc tự nhiên của con người có chức năng như ô dù vậy, giúp ngăn cản ánh nắng mặt trời, giảm kích ứng da. Mùa hè, khi bị cạo trọc, mái đầu trọc của các bé sẽ hứng chịu ánh nắng trực tiếp gay gắt. Lớp da non còn mẫn cảm sẽ rất dễ bị kích ứng, dẫn đến mẩn ngứa, mụn nhọt, thậm chí nhiễm trùng. Ngoài ra, khi cạo trọc đầu cho bé, do động tác lực gần sát da đầu, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến trầy xước. Nếu vi khuẩn xâm nhập vào da đầu theo các chân tóc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường của da đầu. Đặc biệt, Nếu các dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ nhiễm trùng cũng rất cao. 3. Ảnh hưởng đến não bộ của trẻ do mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên. Một mái tóc dài rậm sẽ đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ cho phần đầu của mỗi người. Một ví dụ rất đơn giản, đó là khi bé không còn tóc, da đầu nhiễm nhiễm trở thành mục tiêu tấn công của muỗi. Các vết muỗi đốt lúc này sẽ vô tình trở thành cửa ngõ để cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bé. Nguy hiểm hơn khi các vết nhiễm trùng. Ngoài ra, khi ánh nắng mặt trời chiếu liên tục trực tiếp vào mái đầu không có tóc che chở, não bộ của bé chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bé có thể bị đau đầu, say nắng, thậm chí nếu tình trạng kéo dài có thể dẫn đến tổn thương não. Hãy tưởng tượng người lớn chúng ta đứng ngoài trời nắng không đội mũ vài phút thôi đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt như thế nào. Huống chi bé còn mắc luôn cả chiếc mũ bảo vệ tự nhiên là mái tóc. Thay vì cạo trọc đầu cho bé, những ngày hè nắng gắt, cha mẹ có thể chọn cho con những kiểu tóc ngắn, đẹp vừa phải, buộc búi gọn, cũng như tắm gội vệ sinh cơ thể sạch sẽ và hạn chế các hoạt động ngoài trời.